Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào và Campuchia có ý nghĩa rất to lớn. Thông điệp đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongun Sisoy và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia trong các ngày 11-13.7. Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm, việc Chủ tịch nước thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên này có ý nghĩa rất to lớn. Thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước, ông Việt nhấn mạnh. Đó là Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam, Campuchia. Đây cũng là thông điệp khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước. Theo đó, Việt Nam, Lào và Campuchia có sự gần gũi về địa lý, sự gắn kết về lịch sử văn hóa, ba đảng lãnh đạo ở ba nước có chung một nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhân dân ba nước cũng đã có sự đoàn kết gắn bó, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước như hiện nay. Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng ta với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho rằng, chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia. Quan hệ này được phát triển trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ với hai nước, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và khối ASEAN. Chuyến thăm tạo ra xung lực mới. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia. Đây là dịp để các lãnh đạo cấp cao cùng rà soát các thỏa thuận cấp cao, các lĩnh vực hợp tác quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo xung lực mới, nhằm phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam, Campuchia, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định. Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như tại ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong và Liên Hiệp Quốc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, quan hệ Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên nền tảng ngày càng tin cậy và gắn bó. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò nòng cốt, đã và đang định hướng, dẫn dắt quan hệ phát triển mạnh mẽ. Hợp tác quốc phòng an ninh giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đang ngày càng trở thành trụ cột hợp tác vững chắc, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, an ninh, chính trị, xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là tại khu vực biên giới. Theo đó, Việt Nam với Lào và Campuchia đều kiên định nguyên tắc không cho phép thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hành động chống phá nước kia. Ba nước cũng đang phát huy tốt cơ chế hợp tác quan trọng như hội nghị thường niên giữa ba bộ trưởng công an và nội vụ, cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng quốc phòng và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại tiếp tục tiến triển tích cực và hiệu quả hơn, hợp tác kinh tế vùng biên phát triển năng động, không chỉ gia tăng độ gắn kết giữa ba nước mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống bà con vùng biên giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia cũng như giữa ba nước. Các kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam, Lào được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời trao đổi, tìm giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào và hiện có 255 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng số vốn 5 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hiện, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Lào và Campuchia đều là những quốc gia top đầu trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Hợp tác giáo dục, đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng, nhà nước ba nước. Bên cạnh đó,
hợp tác trên các lĩnh vực như giao thông vận tải, văn hóa, xã hội, du lịch, khoa học, kỹ thuật cũng đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, công tác giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia có bước tiến mới, là tiền đề cho việc tạo điều kiện ngày một tốt hơn cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ở Campuchia. Vừa qua, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho 3 trường hợp,